vâng trung tâm điện máy Ngọc Mai xin lời được chào toàn thể các bác hôm nay thì bên này, trung tâm em về cái mẫu sản phẩm vô cùng là tiện lợi như này phù hợp cho các bác làm nhá những bác lam thì các bác đều lên là sở hữu cho mình cái sản phẩm này à, các bác biết cái này là cái gì chưa đây là một chiếc máy cạo dâu chạy bằng bi này các bác này à, đây em có bóc một chiếc ra để các bác cùng tham khảo nhưng mà khi các bác đặt mua về thì nó sẽ đựng hộp nguyên bộ là như thế này Đấy có hộp giấy và bên trong là có hộp nhựa đây nhá à, Thì đây bên em có mở một hộp ra đây Đấy nó có lắp đậy như thế này này các bác này Đấy các bác mở ra Đây là chiếc máy cạo dâu Thì nó có lắp đậy như thế này Và có công tắc ở hai bên như này nhá Đấy các bác đây là công tắc để bật lưỡi lên này Và đây là công tắc bấm để chạy này Như thế này là cứ thế là các bác sử dụng thôi Dùng xong các bác lại gặp lại Đấy và đây có lắp đậy đây Thì đây là có dây sạc nhá Đấy các bác sẽ có kèm theo một cái sạc như thế này và sẽ có kèm theo là một cái cái bộ lưỡi này sơ cua này các bác dùng một vài năm sau nó sẽ bị cái lưỡi này nó sẽ bị cùn nó bị hỏng thì các bác sẽ có cái này để thay thế nhá rất là tiện luôn và đây là một cái cái chổi chải này khi nó có dâu ở đây thì các bác là chải cho nó sạch đi rồi sau đó là các bác gặp lại rất là ok sản phẩm tiện lợi như này nhưng mà giá rất là hợp lý nhá bác nào có nhu cầu thì hãy inbox hoặc là alo cho bên em qua đầu số điện thoại là 0378487818 bên em nhận ship code toàn quốc và các bác được kiểm tra hàng thoải mái trước khi nhận hàng và thanh toán tiền cho nên là các bác yên tâm bác nào quan tâm thì liên hệ với bên em để sở hữu cái dòng sản phẩm này nhé em xin được kết thúc video ở đây xin cảm ơn xin chào toàn thể các bác đã quan tâm theo dõi